Chào anh chị, em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách mà để mà xóa đi cái số ký mà khách đã chọn rồi nhưng mà khách đổi ý định, khách không mua nữa. Bây giờ ví dụ như bây giờ em cân 3 mã bình thường cho anh chị coi nha. Em cân mã thứ nhất đây là em ép vô, em cân mã số 2 em ép vô, bây giờ em cân mã số 3 em ép vô, là 3 mã. Em bấm in cho anh chị xem nha, hiện tại bấm in. Đây nó sẽ ra ba cái mã này là ba cái mã sản phẩm mà nãy giờ em in cho anh chị đây. Rồi bây giờ thí dụ như là cách chọn một cái mã lên số 1 lên như thế này, nhưng mà rồi sau đó khách chọn một cái mã số 2 lên như thế này rồi, nhưng bây giờ khách không có muốn cân nữa, thì mình không muốn cân một trong hai sản phẩm này, khách hủy thấy muốn đổi khác, thì anh chị việc đầu tiên chị phải add nó lên, add để nó gọi nó về, sau đó mình bấm clear cho nó trên màn hình nó về không. Sau đó bây giờ em thử nha, em thử in ra thử cho anh chị coi thử là nó có hiện ra cái tem đó hay không. Này anh chị thấy không, đây cái tem này là tem hồi nãy em mới in ra, bây giờ em xé cho anh chị xem nha. Đây ví dụ như bây giờ cái tem đầu tiên là em in ra là này, tem thứ hai em cũng làm y chang vậy nhưng mà em xóa đi thì nó sẽ không có in ra cái bill mới, mà cái bill này là bill in lại. Bill in lại có nghĩa là cái nãy nó có ra in ra cái bill này, và cái này là bill in lại của cái này. Trong một cái lần cân á, anh chị có thể in lại bao nhiêu lần cũng được, nhưng với điều kiện anh chị chưa in mã mới vào. Cái này là một cái link cho khách, vào link này mình giữ lại, trên cái link nó sẽ in nè, in lại số 35 này, bill số 35. Thấy anh chị thấy không, in lại của cái bill này. Trên này bây giờ em bấm in một lần nữa thì nó cũng sẽ ra cái view của số 35 cho anh chị xem. Đây anh chị thấy không, cũng là view số 35 đây. Nha. Mình muốn in bao nhiêu lần, với điều kiện anh chị muốn in bao nhiêu lần cũng được, với điều kiện anh chị chưa cân một cái mã khác lên thì nó vẫn là in ra của cái view mà anh chị mới vừa cân, nó sẽ hiện view của cái last là cái gần nhất mới hết. Em cảm ơn anh chị ạ.